Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách sử dụng phần mềm Combo Toolbox. Trước tiên chúng ta mở Google ra và đánh Combo Toolbox. Các bạn sẽ tìm thấy đường link. Các bạn sẽ thấy trước mặt mình một đường link Combo Toolbox và các bạn sẽ chọn tạo tài khoản. Các bạn đánh vào đây tên của mình. Username các bạn sẽ chọn một tên mà viết liền nhau, không được trùng với các tên khác. Khi mà máy báo lỗi thì các bạn sẽ phải chọn lại vì có rất nhiều người có tên trùng nhau. Và bạn chọn email của mình, sau đó bạn chọn lĩnh vực là nhân đạo, humanitarian, mang tippen cluster. Bạn chọn nước là Việt Nam, bạn chọn giới tính của mình nam nữ hoặc khác tùy bạn. Sau đó các bạn tạo một password đủ mạnh để nhớ. Và sau đó các bạn xác nhận là password mình đã chọn. Và các bạn bấm vào Create Account. Và sau đó phần mềm sẽ xác nhận với bạn một đường link ở trong email. Bạn sẽ mở email để xác nhận. Cái đường link mà Combo Toolbox gửi cho bạn qua email. Và như vậy bạn đã có tài khoản. Bây giờ chúng ta lại quay lại. Và bắt đầu từ đây bạn đánh tên của mình và password mà các bạn vừa mới lưu lại ở trên máy. Sau đó các bạn bấm vào đăng nhập. Khi đăng nhập vào Combo Toolbox, các bạn chọn New. Và các bạn sẽ có một cửa sổ hiện ra gồm có Build from Scratch là tạo một cái bảng mới. Dưới là bạn upload, đẩy lên một cái mã mẫu mà bạn đã làm bằng Excel. Hoặc các bạn có thể sử dụng các cái mẫu, tạo ra một mẫu để dùng sau. Hoặc là bạn nhập các cái mẫu đã làm sẵn mà những người khác gửi cho bạn. Nào, chúng ta bắt đầu mở một dự án mới. Bạn chọn vào cửa sổ ở bên trên phía bên trái. Ok, trước tiên bạn đánh vào đây, chẳng hạn như chúng ta đang làm là khảo sát thu thập thông tin đầu vào. Dưới này các bạn có thể đánh tên dự án USAID. Dưới này các bạn chọn nhân đạo, nước chúng ta chọn Việt Nam. Và các bạn có thể bấm là hỗ trợ Combo Toolbox để nâng cao chất lượng của sản phẩm này. Chúng ta bấm tạo dự án Quit Project. Rồi các bạn đã được mẫu đầu tiên. Bạn bấm vào dấu cộng ở bên trái. Các bạn sẽ đánh câu hỏi đầu tiên. Chẳng hạn mẫu phỏng vấn số 2. Bạn bấm vào Add question. Và đây các bạn sẽ bộ chọn một hoặc bỏ qua.
Sau đó các bạn điền tiếp. Ví dụ như vào option 1 các bạn có thể điền là mẫu số 2 dành cho cán bộ không tham gia dự án. Tương tự như vậy, dưới các bạn sẽ điền mẫu số 2 dành cho cán bộ chữ thập đỏ tham gia dự án. Và các bạn tương tự như vậy, các bạn thêm một câu hỏi đầu tiên, họ và tên. Người phỏng vấn. Các bạn bấm Add Question và đây là các bạn điền tên. Vậy chúng ta sẽ chọn ABC Tech. Và dưới này các bạn có thể ghi hướng dẫn là điền rõ họ và tên. Thế là xong. Bạn chuyển sang câu hỏi thứ hai. Ba là họ và tên người trả lời phỏng vấn. Tương tự các bạn cũng bấm thêm câu hỏi của các bạn chọn ABC để điền tên. À, ta cũng ghi chú là điền rõ họ và tên. Tiếp tục với các câu hỏi khác như là năm sinh. Ở đây các bạn có thể chọn date là ngày tháng. Sau đó bắt bạn thêm câu hỏi khác, ví dụ như câu hỏi anh chị à, trình độ học vấn. Câu này là câu trả lời một lựa chọn cho chúng ta sẽ bấm select one và đầu tiên các bạn ghi là tiểu học. Hai là trung học cơ sở. Ba là trung học phổ thông. Bốn là cao đẳng và đại học. Năm là trên đại học. Hoặc là bốn là cao đẳng, còn năm là đại học và trên đại học. Tương tự như vậy các bạn làm tiếp cho đến câu hết và sau khi làm xong các bạn có thể kiểm tra để người ta không thể bỏ qua câu hỏi. Các bạn vào phần setting có nghĩa là cài đặt thì các bạn sẽ chọn đây là câu hỏi bắt buộc, bấm yes. Tương tự như vậy các bạn cũng sử dụng các câu hỏi khác để cho những người thực hiện phỏng vấn và trả lời phỏng vấn đều phải làm câu hỏi thì nó mới chuyển đi, còn nếu không họ có thể bỏ qua câu hỏi và chúng ta không có thông tin. Ngoài ra các bạn có thể thêm một câu hỏi khác để thể hiện tính logic mà chúng ta nhìn thấy chữ custom logic. Ví dụ như là anh chị
đã được tập huấn về phòng ngừa và ứng phó thảm họa chưa? Bạn bấm thêm câu hỏi và chúng ta cũng sẽ chọn có hoặc không. Ok, và câu hỏi này chúng ta sẽ chọn là custom logic và các bạn sẽ đánh vào đây là bắt buộc khi trả lời là có thì nó sẽ hiện tiếp ra các câu hỏi khác. Ví dụ như câu hỏi 5. Nếu trả lời là không thì chuyển đến câu hỏi số 7. Anh chị có được tập huấn về sơ cấp cứu không? Ví dụ, đây là câu hỏi số 7, ta thêm và có tương tự có không và chúng ta quay lại và sau khi đánh hết các câu hỏi, các bạn sẽ chuyển sang bấm save ở góc bên phải là lưu lại. Chúng ta đã lưu xong và chúng ta đóng việc soạn thảo câu hỏi lại. Các bạn sẽ nhìn thấy một cửa sổ mới và có chữ form và dưới này có chữ deploy, có nghĩa là triển khai. Các bạn bấm vào deploy để triển khai câu hỏi. À, đang bị lỗi cho chúng ta phải quay trở lại để sửa mà các bạn sẽ chọn hình cái bút và các bạn bấm Edit Form vì chắc là câu hỏi chúng ta chọn phần Skip Logic mà chúng ta chưa điền hoàn thành cho nên chúng ta bỏ qua chuyển ra bắt buộc chúng ta lưu lại. Sau đó chúng ta lại bấm để đóng nó lại. Và chúng ta lại chọn việc deploy trở lại. Rồi, form của chúng ta đã được hoàn thành. Và các bạn sẽ nhìn thấy bên dưới có một
dòng là copy và một dòng là open. Các bạn có thể bấm copy để là copy đường link cho các bạn. Hoặc các bạn nên bấm vào open để chúng ta kiểm tra. Chúng ta sẽ có mẫu câu hỏi hiện lên rõ để chúng ta đánh thử. Chúng ta chọn một. Ta đánh tên người phỏng vấn. Ta điền tên người trả lời phỏng vấn. Chúng ta chọn ngày tháng năm sinh. Thì chúng ta chọn năm và tháng trước. Sau đó chúng ta chọn ngày và các bạn sẽ nhìn thấy ngày tháng năm sinh, trình độ vấn. Chúng ta bấm cả chọn cao đẳng, trung học công nghiệp, còn nếu trung học phổ thông chúng ta chọn, có và chúng ta chọn không. Và cuối cùng các bạn sẽ bấm submit và các bạn bấm OK. Vậy đường link này các bạn có thể copy và post lên Zalo chẳng hạn, chúng ta post vào cho nhóm Zalo và các bạn sẽ gửi đến tất cả những bạn nào mà có máy tính hoặc là điện thoại thông minh thì đều trả lời được câu hỏi này tương tự như vậy. Và sau khi đã có câu hỏi thì chúng ta quay trở lại phần trên này để chúng ta sẽ kiểm tra. Chúng ta các bạn sẽ nhìn thấy là ngày 27 tháng 11 chúng ta có một câu trả lời. Và để quay vào data để chúng ta sẽ biết được các dữ liệu, nó gồm có thứ nhất là table là theo dạng bảng, các bạn sẽ nhìn được tất cả những người mà đã tham gia trả lời câu hỏi bằng dạng bảng Excel. Tiếp đến là các bạn có thể sử dụng về report, nó sẽ báo cáo cho chúng ta các mẫu report. Đây là mẫu thông thường nhất, như các bạn nhìn thấy là chúng ta để mẫu số 2 dành cho cán bộ. Có mới có một người trả lời và chiếm tỷ lệ 100%. Còn nếu có nhiều người trả lời, tỷ lệ 100% này sẽ được chia 2 người là mỗi người 50%, 3 người là mỗi người 33%. Và các bạn sẽ thấy ngày tháng năm sinh để phân biệt được là các độ tuổi. Và các bạn sẽ thấy được là trình độ vẫn là trung học cơ sở. Và chúng ta có nhiều câu trả lời thì họ sẽ phân tách cho chúng ta cả về giới tính cũng như là các mặt khác một cách tự động thì các bạn chọn từ đấy ra. Và các bạn có thể vào phần gallery để chuyển thành xem các cái ảnh, vì các mẫu của chúng ta cũng có thể chọn được các cái lệnh để chụp ảnh và kèm vào mẫu, hoặc là các bạn có phần download để các bạn sẽ download các cái cơ sở dữ liệu mà chúng ta đã thu thập được. Các bạn chọn export, đây là chúng ta chuyển sang bảng Excel, bạn chọn export và các bạn sẽ có file download hiện ra cập nhật vào lúc 8:08 phút và các bạn bấm download để tải về, các bạn lưu vào chỗ các bạn cần, thư mục các bạn cần chẳng hạn như khảo sát đầu vào của dự án, chúng ta ghi vào đây và để có các tài liệu để chúng ta phân tích kỹ hơn. Cảm ơn mọi người và hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng tốt được phần mềm này.